chương một nguồn mê truyện audio com tại sao lại là ta a kỳ vẻ mặt không hà lòng thấp giọng hỏi ta hôm qua mới từ chỗ lý thế dân về tiểu cô nương à đây là ta đối với cô nương là hoàn toàn tin tưởng vài lần trước giao nhiệm vụ đều làm được cũng không tệ mà hoàn toàn không nhìn ra được tâm tình bất mãn của nàng giáo sư vẫn như cũ nét mặt tươi cười trên tay cầm lấy mấy tờ văn kiện mỏng manh đưa cho nàng tư liệu cụ thể giao cho người ta đều ghi ở bên trong, cấp trên chỉ cho chúng ta thời hạn là 10 ngày. Chỉ có 10 ngày. Thư kỳ hoài nghi mà nhìn chầm chầm vào vị giáo sư đáng kính, trong thần tình ông ta toát ra vẻ nham hiểm A, à, thật sự không cam lòng mà, không muốn tiếp nhận văn kiện chút nào, trong lòng ta thầm nghĩ. Lần này lại mệt mỏi phiền toái rồi đây. Đáng lý ta nên làm cảnh sát thì thích hợp hơn, giáo sư đưa tay đỡ mắt kính, nở một nụ cười đầy ý tứ, khẽ lắc đầu nói ý vị thâm sâu đã là thanh niên thì cần nên rèn luyện nhiều ngươi xem nhà trường đều làm theo ý ngươi giảng viên cũng đã được bố trí xong rồi nhớ kỹ một giờ trưa nay lên phòng thí nghiệm vật lý tìm cô vân chủ nhiệm vâng ta biết rồi a kỳ miễn cưỡng trả lời mang đầy vẻ tức giận lôi tư liệu ra ngâm cứu đề mình thích dùng từ ngâm hơn từ nghiêng còn có giáo sư mới bước một bước ra khỏi cửa phòng làm việc trong nháy mắt đã thấy quay lại nhà trường lần này chưa biết có cho ngươi nhiều phí bồi dưỡng không nữa đề tiền đấy thư kỳ nhếch môi định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng ta đến cổ đại để tìm người nhiều quá cũng không tốt năm ngoái tốt nghiệp đại học thư kỳ đã chọn ở lại nơi này làm việc đây là cơ sở tư nhân quan hoa rất nhiều người biết đến thư kỳ lại là ngươi a nghe được tiếng bước chân quen thuộc ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người con trai khoác áo ngoài màu trắng cùng chủ nhiệm đang đẩy thiết bị thí nghiệm một khuôn mặt tuấn tú sắc sảo hắn dường như đã đoán trước được kết quả lại cười nhẹ nói lại phái ngươi đi này đừng chê cười ta được không ta đã đủ phiền muộn lắm rồi a kỳ khó chịu nhìn hắn với ánh mắt xem thường được thôi nhưng ngươi không đi thì ai đi bây giờ người con trai này không thèm để ý xem nàng tức giận như thế nào tiếp tục chế nhạo. Ta thấy ngươi có năng lực lại thêm xinh đẹp, đề. Đẹp trai, nham hiểm không nên đụng vào, cho nên chọn ta chứ gì?" A Kỳ vội vàng cắt ngang lời của hắn, trong nguyên tắc khoa học tư duy logic là cần thiết, chỉ có trời mới biết hắn còn có thể suy nghĩ ra lý do sai lầm nào nữa. "Vân chủ nhiệm, nhanh tiễn ta đi a." À. Tích cực làm nhiệm vụ nhỉ. Vân Phi đứng một bên vừa kinh ngạc cười, vừa kéo tấm màn che màu tím xuống. Hiện ra cái máy xuyên không được thiết kế hơi giống cái ghế đồ chơi. Chỉ cần cài đặt điểm đến, ngồi lên, khởi động chương trình, không cần tới 2 phút là có thể tới nơi. Ngành khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển với tốc độ cực nhanh. Từ lâu, nhà khoa học đã chứng minh xuyên không có thật. Máy xuyên qua thời không được ra đời từ đó. Khi bạn đang ở một nơi nào đó có thể xuyên qua một nơi khác có ngày và đêm không hề là khoa học viễn tưởng một quãng thời gian ngắn trước đây việc xuyên không được nhiều người ưa chuộng đương nhiên chỉ có một nhóm người giàu có mới đủ khả năng để tham gia nghe người ta kể lại một nữ sinh khi xuyên không đến thời nhà ngụy gặp đệ nhất thiên hạ mỹ nam đệ nhất danh sĩ vệ giới đã được sự cho phép của ba mẹ đồng ý bỏ tiền để xuyên qua đáng lý nửa tháng sẽ quay lại nhưng nàng đi gần một tháng cũng không về cha mẹ của nàng vô cùng lo lắng hơn nữa để duy trì sự ổn định lịch sử, pháp luật đưa ra quy định, chỉ có những nhân tài đủ 18 tuổi của đất nước mới có thể lựa chọn thời điểm xuyên không, vả lại khi xuyên qua không gian khác không thể quá 30 ngày. Bằng không, sẽ bị cảnh sát không gian đuổi bắt, đóng tiền phạt khá lớn cùng với hơn 3 năm giam cầm. Nhưng mà, nghe Vân Phi nói, chỉ cần ngươi xuyên không sang không gian khác, cho dù cảnh sát không bắt được ngươi, ngươi cũng chỉ có thể ở đấy một năm rồi sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái hôn mê bởi vì thân thể người hiện đại có chứa từ trường hoàn toàn không trùng khớp với không gian khác còn nữa nếu xuyên qua nhiều sẽ bị nhiễm tia phóng xạ nhiều hơn dẫn tới nguy cơ ung thư cho nên sinh mạng quý trọng như vậy cũng không còn quá nhiều người giống như nàng trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua xuyên lại ngươi có thể đem cái ghế này sửa lại thoải mái hơn chút được không a kỳ theo thói quen thấy ghế là ngồi lên đưa ra một chút ý kiến của mình máy móc hai bên lập tức tự động phân chia, bắn ra sáu vòng nhỏ màu trắng, bao bọc nàng chặt chẽ bên trong vòng, không thể nhúc nhích. Tiếp theo trên đầu nàng xuất hiện một cái lồng bán nguyệt hình mũ sắc bằng thủy tinh bao quanh, có thể cảm nhận được nó rất cứng. Cảnh tượng này nhìn sao giống như trong TV cảnh phạm nhân đang bị xử cực hình. Đúng. Ghế điện, là ghế điện A, chỉ cần sai lệch một chút cái mạng nhỏ này coi như xong. Mỗi khi nghĩ vậy, A Kỳ trong lòng cảm thấy sợ hãi, không khỏi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về người bên phải đang gõ bàn phím, chẳng ai khác chính là Vân Phi, người đang tập trung thiết lập chương trình cảm giác hồi hộp bao quanh nàng, ngón tay Vân Phi nhanh thoang thoát gõ, dừng rồi lại gõ tiếp, nhìn nàng cười cười, dường như rất thoải mái, treo gẹo nàng. Yên tâm, đã là đồng nghiệp với nhau, ta sẽ không để ngươi thành oan hồn trong tay ta đâu. Tiết kiệm chút sức lực, nàng chẳng muốn đấu võ mồm cùng hắn. Nhưng là nhịn không được nàng liếc hắn một hồi, Đột nhiên phát hiện thực ra lớn lên nhìn hắn cũng đẹp đó chứ. Đề chấm CH ưa gì đã lộ ra sắc kỳ, kệ ta. Mi hốc được ngắm trai đẹp. Mi tức A, hu ho đề, thua, đã thiết lập xong thời điểm xuyên qua. Vân Phi đưa hai tấm thủy tinh hình chữ nhật to bằng bàn tay cho A kỳ. đè xuống số hiệu là 1M156 là có thể trở về ta kỳ gật đầu, nắm chặt trong tay. Đây chính là con đường quay về. Ngàn vạn lần phải bảo quản thật tốt A, Vân Phi gõ một phím thiết bị xuyên qua lập tức phát đi từng đạo kỳ lạ ánh sáng êm dịu bao lấy a kỳ thấy không rõ nét mặt nàng biến đổi thần sắc của nàng lúc này thực sự rất căng thẳng như sắp đi vào chỗ chết hắn không nhịn được khóe miệng cong lên kỳ thực quá trình di chuyển này tuyệt đối an toàn nàng không biết hắn đã từng tham dự công trình nghiên cứu máy móc thư kỳ thuận buồn xuôi gió giọng nói vân phi mang chút ý cười tự hồ từ một nơi xa xôi nào đó truyền đến A Kỳ chỉ cảm thấy một trận trời long đất lở, toàn thân đau đớn có cảm giác bị xé toạt đau nhất. Nhưng mà, nỗi thống khổ này chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, vẻn vẹn trong 10 giây, nàng đã ngã nhào xuống một vùng sườn núi có cỏ mềm nhũng, sờ sờ chính mình, thân thể đều ổn cả, không sao. Chương 2 Nguồn Mê truyện audio com A Kỳ vuốt ve phủi bụi đất trên người, sờ trong lòng ngực, nhẹ nhàng thở ra cây cỏ sườn núi cách đó không xa là một chỗ để dừng chân, trơ mắt nhìn mùa xuân về hoa nở, như mây giống như hoa hạnh phải được tươi đẹp. Mùa xuân ba tháng, chim vàng oanh đậu trên cây cao. Đây là nơi nào? Không phải nói trực tiếp đưa đến dự chương quận hay sao? Chỉ có thời gian là 10 ngày, nàng phải tìm được cô gái đoạn thanh ngọc, còn phải khuyên nàng ngoan ngoãn về nhà, học bài. Nàng từ trước tới giờ đều hành động như vậy. Chỉ có thể đi đến ngôi làng, sẽ tìm người hỏi thăm. Nàng còn mang theo ảnh chụp của cô gái. Vừa bước vào ngôi làng, còn không tới kịp thưởng thức mùi thơm của thức ăn thì từng đợt dồn dập tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Một đám người A, à, né tránh đi. Thư kỳ mới xoay người muốn tránh ra, thình lình trên cổ nhiều vật lãnh lẽo, mỏng manh mà cứng, sau lưng truyền đến giọng khàn khàn quát. Ngươi là ai? Dám xông vào nhà của chủ nhân ta người này cư nhiên im hơi lặng tiếng tiếp cận nàng, đặt dao đến cổ nàng. Lại là một vị võ lâm cao thủ A, thư kỳ nghĩ mà xót xa, như thế nào mỗi khi quay về đều gặp được người trong giang hồ, nàng chính là cái vai không thể chọn tay, không thể nhã nhặn như người đọc sách, hơn nữa bản chất con gái vẫn là yếu đuối. Đại ca, chuyện gì cũng từ từ. Nàng sợ một cẩn thận một cái lại tiêu đi cái mạng nhỏ. Hiết. Thư kỳ chỉ ngón tay vào thân đau sắc bén, vẻ mặt cẩn thận. Hắn chắc không phải là người xấu, nếu không sớm đã không hỏi trái sai đã lấy một đao chém đầu nàng. Nghĩ rằng ngươi có muốn cũng không dám dở trò mánh khóe. Nghe được loãng soạn một tiếng thu đao vào vỏ. Nàng chần chờ mà sờ sờ cổ, không có vết ngấn của đao, không có cảm giác dính của máu, tốt lắm. Ai, đao làm cho độ mạnh yếu quả thực nắm chắc vài phần thắng. Nàng không khỏi có chút bội phục trước mắt vị nam nhân này tiểu nữ vốn là người lạc dương. Thư kỳ đang muốn bắt đầu lừa bịp người nhớ lại lúc đấy nghe như tiếng vó ngựa đã đến trước 10 trượng xa xa, khoảng cách. Nàng nghiêng đầu vừa thấy, trước mặt là nam tử áo trắng y phục bó sát vào người, nhưng không có bó buộc, tóc dài đen thui tung bay trong gió. Chỉ thấy tay trái hắn nhanh nhẹn lắc dây cương, tay phải cầm cung trường, là cái quốc roi ngựa ý, lưng cài một túi bằng da trâu, trong túi mơ hồ rơi lả tả mấy chiếc cung tên một tư thế oai hùng, hiên ngang. Thư Kỳ không khỏi âm thầm khen. Chính là nhìn gần, nhìn không phải già, bất quá 25 tuổi, tướng mạo thanh tú, ngũ quan có vẻ hơi chút giống nữ nhi. Nhưng mà ánh mắt thâm thúy trong trẻo, như biển sâu thăm thẳm, rồi lại giống như hàng tỷ ngôi sao rơi vào trong đó. Nàng không khỏi ngẩn ngơ. Nam tử áo trắng lắc yên ngựa, động tác lưu loát mà xoay người xuống ngựa, mặt sau đi theo sáu hay bảy người cũng đồng loạt xuống ngựa cung kính ở phía sau hắn. Những người này đều là cách ăn mặc của người hồ, trong tay cầm cung tiễn. Xem ra là đại hội săn bắn. Thư kỳ đang say sưa, bên cạnh là đại ca oai hùng đã cung kính hướng năm tự áo trắng quỳ gối. Bẩm báo công tử, tiểu nhân ở chỗ này tìm thấy dấu vết kỳ lạ, một nữ tử dị tộc ăn mặc kỳ quái. Chỉ sợ là triều đình phái gian tế. Dấu vết kỳ lạ ăn mặc kỳ quái nàng đường đường chính chính mà đi ngang qua nơi này quần áo cả người cũng vẫn rất dè dặt đồng dạng đều là y phục bó sát người để dễ dàng hành động a đối với bọn họ mà nói cũng không có tính kỳ quái nữ tử dị tộc nàng chính là sinh ở sơn tây người trung nguyên giang tế quy đừng đừng vị đại ca này ta không phải là nữ tử dị tộc cũng không phải giang tế thư kỳ vội vàng giải thích dị tộc cũng không phải là lời ca ngợi, gian tế lại thái độ làm người kinh thường. Thật không? Vị công tử trẻ tuổi được nam gọi không cho là đúng nhẹ nhàng cười cười. Vẻ tươi cười kia giống như tuyết trắng trên đỉnh núi cao, vài phần xinh đẹp nho nhã bên trong có vài phần lạnh lùng kiêu ngạo. Ta coi tự nhiên sẽ biết. Hắn thông dong cầm trong tay cung trường, dây quất ngựa, đưa cho phía sau người hầu, chậm rãi đi đến trước mặt, vương ngón tay trỏ trắng thon dài, đưa lên rồi buông xuống khuôn mặt của nàng, rất có hứng thú mà cẩn thận coi. Thư kỳ sớm bị hắn gần gũi, xem kỹ đến kinh sợ. Không biết tiếp theo hắn sẽ làm cái gì. Hiện giờ người chính là giao thất, ta là thịt bò. Vẫn là ngoan ngoãn mặt cho hắn điều khiển đi. May mắn là thế kỳ 21 sao kim dễ nhìn hơn, có phần miễn dịch, ý nói là ánh mắt công tử như ngôi sao, nên Thư Kỳ nhìn vào trong mắt hắn được miễn dịch, nếu không đối diện với người này sẽ có vài phần kinh sợ đến thất thần. Giống như chưa đủ cách, nam tử áo trắng thậm chí ghé sát vào, nghiêng mặt dù bận vẫn ung dung, lấy tư thế thủ pháp chuyên nghiệp vén vào sợ tóc rơi rụng bên tai nàng, ghé sát vào sườn mũi nghe nghe, cherry. Hoa, đỏ mặt. Hành động kỳ quái, Thư Kỳ tim tăng tốc đập khẩn trương. Không biết ngay sau đó hắn có cái mưu đồ gì mà giờ phút này hắn ôn nhuận hơi thở toàn bộ nhào vào trên mặt hắn, ngứa, làm cho nàng không yên, bất an thật sự, nàng cũng không phải thực vật. Thực vật? Không thể nào. Nàng không khỏi hiện ra vẻ mặt có chút chán ghét, nhíu nhíu mày. Sinh ra a. À. Khuôn mặt nữ tử thanh tú, ngay cả miệng nho nhỏ đỏ như quả anh đào, có câu gì tả hay hơn muội làm nhé. Chính là toàn bộ mang theo thần sắc quật cường. Vẽ phần quần áo của nàng, cho dù hắn có kiến thức uyên bác như vậy cũng không thể biết được đó là thuộc nơi nào, có cánh cửa gì, phái gì. Thú vị. Hắn có chút đâm chiêu, tiếp theo buông cầm của nàng ra, xoay người lên ngựa, phân phó nói. Hôm nay săn bắn nơi này chấm dứt. Dạ. Phía sau người hầu đồng thời lĩnh mệnh. Về phần nữ tử này. Nam tử áo trắng nhìn nàng, dơ khóe miệng, ngược lại đối với nàng, nam tử trung niên bên cạnh, dùng tiếng nói trong sáng chậm rãi phun ra vô cùng sắc bén ba chữ giết nàng. Chương 3 Nguồn Mê truyện audio com Vừa dứt lời, trung niên nam tử diện vô biểu tình không chút do dự rút đao ra khỏi vỏ. Hàng quan chợt lóe, thân đao sắp rơi xuống đầu nàng kỳ toàn thân toát mồ hôi lạnh, đề A-di-đà Phật, A-mi, cứu khổ cứu nạn nửa tỷ A-thư kỳ, mệt hai người oa, ta sắp đai đến nơi, còn chọc giận ta nữa A, đề ra mi đồng thanh. Đâu có, cứ như vậy mà không hiểu lý do chết đi. Thiên lý ở đâu a? À, thư kỳ quả thật không cam lòng cùng ủy khuất, muốn chạy trốn, nhưng là thân thể không chịu nghe lời, chẳng mảy may nhúc nhích. Nàng sợ hãi quá mức, theo bản năng vội vương tay ngăn cản hướng thanh đao truyền đến, nói thì chậm nhưng sự việc thì diễn ra rất nhanh, mắt thấy thanh đao sắp chém xuống, tưởng rằng đầu nàng khó mà giữ được, ai ngờ chỉ nghe, khen, một tiếng như tiếng thanh kim loại bị đánh trúng, binh khí trong tay nam tử đã bị đánh rớt xuống đất, đề, mạng lớn A. Thư kỳ lường, mỹ nữ như ta làm sao đai sớm được, hắc hắc A mi mặt ngu lung mới nảy ai sợ đến mức toát mồ hôi nhỉ. Đề. Biết o y còn hỏi há há. Ai? Trung niên nam tử cảnh giác nhìn xung quanh, có chút phẫn nộ xen lẫn sợ hãi. Nhưng mà xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thỉnh thoảng nghe được tiếng hoa rơi, vừa lúc đó truyền đến một tiếng cười nhạc của vị bạch y công tử, vẫn giọng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng thấu xương, lại lộ ra vài phần lười nhát mang chút đùa cực, ân hy bạch, biệt lai like vô dạng A. À. Ha ha! Tiếng cười sang sản từ trong không trung truyền đến, ân hy bạch cũng một thân bạch y ngự phong mà đến, tay cầm vò rượu, y phục trên không trung phấp với tung bay, lướt đi giống như thần tiên, không nhớ chính mình vừa rồi từ quỷ môn quan trở về. Thư Kỳ không khỏi ngẩn ngơ. Hai vị nam tử trẻ tuổi trước mắt mình tướng mạo thật tốt a, à, khí chất mỗi người lại mỗi vẻ, một người thanh nhã, một người mạnh mẽ. Đối mặt với hai mỹ nam này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn vạn phần, A Kỳ thở dài, cần phải thừa nhận, đây là thời đại toàn mỹ nam. Sự tồn tại của hai người bọn họ khiến cho những ngôi sao lấp lánh trên trời cao cũng phải mờ nhạt, chỉ có thể buồn bã mà thất sắc. Người biết ta chỉ có Cố Viễn làm như lão hữu tương phùng nhưng bị gọi như thế vị bạch y nam tử cố viễn vẫn ngồi yên trên ngựa dường như không hề có ý định hạ mã đón chào trái lại còn nói giọng mỉa mai ai cũng biết ân hy bạch nổi tiếng thích lo chuyện bao đồng không sai tân hy bạch không hề tức giận cười hì hì nói hôm nay gió mát ấm áp dễ chịu nơi đây lại có hoa rơi rực rỡ là ngày tốt cảnh vật thật đẹp ta hôm nay tâm tình tốt phàm nhân các ngươi đừng có mà phá hỏng nhã hứng uống rượu ngâm thơ của ta ngươi thích thưởng hoa uống rượu đó là chuyện của ngươi chẳng liên quan gì đến ta cố viễn thản nhiên lạnh nhạt đáp trả tất nhiên cân hy bạch tỏ vẻ tán thành ngửa đầu uống một hớp rượu không nên không sợ hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt băng lãnh của vị bạch y kia nhưng là ngươi không được ở trước mặt ta giết người viễn sư đệ à ngươi cũng biết ta không thích nhìn thấy cảnh máu đổ sư đệ Thư Kỳ giật mình, thay đổi nét mặt thật nhanh, cả hai Mỹ Nam này là sư huynh đệ A, à, sao tính cách trái ngược nhau quá vậy? Một người thủ đoạn độc ác, kỷ luật nghiêm minh, một người quá nhàn tản, phong lưu tiêu sái. Cùng một sư phụ lại dạy dỗ ra hai đồ đệ tính cách khác xa nhau nha, đề chấm T A à thích viễn ca ca, A à mi, chấp chấp mắt ta á, ta thích cả hai, Thư Kỳ, ta là nữ chính hay là hai người hữu? Xùi xùi đi chỗ khác chơi, ha, sư huynh cố viễn bật cười lớn như xuân phong hóa tuyết sát khí nhất thời tiêu tan trong không khí ngươi đó càng ngày càng giống lão đầu rồi sư phụ cũng từng nói ta nên thương xót thế nhân gian nan khổ cực quả thực rất nhiều ân hy bạch khép hờ đôi mắt chế nhạo nói chẳng lẽ ngươi từ lâu quên mất lời dạy của sư phụ ta làm sao dám quên cố viễn mỉm cười quay đầu ngựa lại khoan thai thúc ngựa rời đi phái sau người hầu cung kính theo sát Mãi đến khi rời xa được mấy trượng, hắn mới chậm rãi mở miệng, chỉ là sư huynh lại thiếu ta một phần lễ vật đấy. Cái này ta sẽ nhớ kỹ, Cân hy Bạch dịu dàng cười nói, bất cứ khi nào ngươi cần, miễn là không phải việc sai trái, vốn cho rằng hai mỹ nam tử này thế nào cũng đấu đá nhau liều sống thiếu chết nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã được hóa giải. Thư Kỳ không khỏi có chút cao hứng lại như cảm thấy mất mát. "Đề, muốn xem cảnh máu chảy đầu rơi a?" ác qua nha kỳ tỷ tỷ, Ami. Hèn chi sống không thọ mà thư kỳ, hắc xì hình như có ai nói xấu mình thì phải. Cô nương có thể đi rồi Vân Hy Bạch xoay người trước khi rời đi, vẻ oải bỏ lại một câu nói, nhắc nhở nàng đang ngẩn ngơ đứng một bên, thư kỳ gật đầu, thật sự là tai bay và gió a, thật là tốt quá, giữ được cái mạng nhỏ này. Vì vậy hai tay ôm quyền, bắt chước cách chào trong tivi. Đa tạ anh hùng cứu giúp. Anh hùng nghe nàng xưng hô với mình như vậy ân hy bạch không khỏi buồn cười quay đầu nói tại hạ chỉ là kẻ sâu rượu mà thôi là việc nhỏ không cần lo lắng cô nương một thân một mình mới bước vào giang hồ nên cẩn thận một chút đúng thật sớm biết nhiệm vụ tìm người lần này rất nguy hiểm thư kỳ lại thở dài nhưng mà nếu như bên cạnh có một người hộ tống vừa đẹp trai vừa giỏi võ công thế này thì thật tốt a à, nên thử lừa gạt dụ dỗ hắn xem sao đúng vậy a à một nữ nhi yếu đuối như ta làm sao có thể chịu đựng được gian khổ lưu lạc khắp nơi, một mình mạo hiểm. Thư kỳ lau nước mắt, cố gắng hết sức làm cho rơi lệ, đệ, lưu manh thí sợ, vừa tiếp tục nói ra tình cảnh bi thương của mình, nhưng thật tình không còn cách nào khác, muội muội ta bị một nam nhân tên vệ giới mê hoặc, rời nhà đi tìm hắn rồi. Phụ mẫu ta lo lắng cho muội muội, muốn ra ngoài tìm y, tiếc rằng tuổi tác phụ mẫu đã cao, không tiện đi lại, nhà ta lại không có nam nhi, Ta thân là trưởng nữ, đương nhiên phải ra ngoài tìm, mang muội muội trở về, cũng để phụ mẫu yên tâm. Nửa nói thật nửa nói dối nghe ra cũng hợp tình hợp lý, chỉ là không biết có lừa được hắn không. Thư Kỳ len lén liếc nhìn xem xét nét mặt của Ân hy Bạch, hắn hình như lâm vào trầm tư. Vệ giới, ngươi nói có phải là vệ giới Thành An? Đúng thế a. À. Nàng xem qua tài liệu biết hắn là người Đông An, nhưng ta nghe nói gần đây hắn đang ở kiến khang làm phò mã. Ân Hy Bạch tinh tế đánh giá thư kỳ. Nơi này là quận kệ, cách xa thành kiến khang còn khoảng vài trăm dặm, cô nương đi bộ thế sợ rằng phải tới 10 ngày nửa tháng, tình hình thực tế trước mắt là như thế, nàng thậm chí một con ngựa cũng không có, nói chi tới đi bằng xe ngựa, sợ rằng quá 10 ngày quy định, làm sao bây giờ? Soái anh hùng à, ngươi sẽ không ra tay nghĩa hiệp giúp ta không phải nói ngươi thường chỏ mỏ vào chuyện thiên hạ sao chứ. Thư kỳ liếc nhìn hắn, hắn vừa làm một việc công đức mà a, à, nhưng lần này thì sao hắn lại lộ vẻ không liên quan tới mình nhỉ. A nha, vừa rồi đúng là nhận được ơn cứu giúp của hắn, nhưng đã giúp thì nên giúp tới cùng chứ. Hơn nữa, ngươi cũng không phải loại người không thương hoa tiết ngọc mà. Thư kỳ không còn cách nào khác đành ở một bên im lặng trách móc ân hy bạch sẽ không có hứng thú giúp nàng lần thứ hai chứ cho dù có xa đến mấy ta cũng nhất định mang muội muội về thư kỳ chán nản vứt bỏ ý định nhờ vả hay là dựa vào chính mình a cô nương thật là có chí khí ân hy bạch mỉm cười khẽ thở dài xoay người rời đi núi cao đường xa đầy trắc trở cô nương bảo trọng nhìn thấy hắn tiêu sái đi thẳng một đường không suy nghĩ càng khiến thư kỳ buồn bực hừ 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 đề chấm người đẹp a ngươi không có sức thu hút oi hắc hắc thư kỳ cười nham hiểm mi chờ xem a mi lạnh run sao lại lạnh dậy ta chẳng lẽ ốm rồi hừ hừ chương 4 nguồn mê truyện audio com tìm trái tìm phải mới tìm ra được cánh cửa vườn nhìn lại trên cửa có rồng bay phượng múa mà khắc bốn chữ bằng nước sơn đông phong biệt uyển như nước chảy trôi lưu loát một cái biệt uyển lớn như vậy thật sự là một kẻ có tiền hưởng thụ. Ở đây đều tôn xưng tên kia là công tử hoặc tên gì đó đi. Thước trùng, thước gạo, trùng côn trùng. Được hiểu theo là loài côn trùng ăn gạo, phú nhị đại, nhà khá giả, giai cấp bóc lột. Thư kỳ đi dọc theo hành lang gấp khúc, đi phía trước một đoạn đường. Không biết con đường này kéo dài đến nơi nào. Thư kỳ trong lòng nói thầm. Thật không rõ cổ nhân kiến trúc phòng này dùng hết tâm sức như thế nào. Tiểu đường hành lang quanh co, khúc khuỷu thế này, rõ ràng cự ly 200 thước bị kéo thành 500 thước, chuyển động thế này gây nhiều phiền toái. Hành lang gấp khúc cuối đó là Thính Vũ Hiên. Nàng không xác định có nên hay không đi đúng hướng, vương đầu nhìn, một khoảng rừng trúc thanh tịnh và đẹp, rừng trúc phía đông bắc ẩn ẩn lộ lộ ra kiến trúc ban công đình cát, khuê phòng, còn có chiếc cầu nhỏ nước chảy, quả thực là có khác động tiên. Còn không có rời đi phía sau truyền đến một giọng nam lạnh lùng trong sáng chất vấn dọa chết người thư kỳ đang muốn oán giận người tới lỗ mãn hại nàng giật mình quay đầu lại chống lại đôi mắt như nước sơn đúng là vừa rồi công tử áo trắng đã chú ý từ xa chính là giờ phút này hắn đã thay áo trắng rộng thùng thiền y phục dài như váy áo cùng cổ tay có chút sợi tơ hoa hoa thảo thảo nhiều màu xen kẽ nhìn qua rất là nho nhã A. À, cái kia, nhớ tới hắn sinh sát người quả quyết, có tật giật mình sợ hãi gắt gao thu hút ở nàng. Hay là hắn thật sự là mệnh nên tuyệt như thế? Lại nhiều lần bị người bắt được. Công tử kia. Ta, ta chỉ là muốn biết. Đường ra khỏi chỗ này đi như thế nào? Ân hy bạch không có nói cho ngươi sao? Cổ viễn cất giọng lộ vẻ mỉa mai, mắt sáng ngời. Chính là ngươi lừa dối hắn. Hắn không thích người khác lừa gạt hắn a à, cách không được cố viễn trong miệng kêu chỏ mõm vào hắn như thế nào đột nhiên lại bực bội vốn nên ra tay tương trợ mới đúng thì ra là thế nàng bỗng bừng tỉnh hiểu ra nếu trả lời thật hắn sẽ tin tưởng sao nói nàng đến từ tương lai việc này đến đây là tim đệ tử của nàng đại khái vẫn bị coi là nói dối bất quá quay đầu ngẫm lại chính mình trước khi nói nửa thật nửa giả ăn nói cẩn thận hợp tình hợp lý cũng không phát giác cái lỏng gì hắn như thế nào chỉ biết là nói dối đâu. Nếu hắn không hề che chở ngươi, ta giết ngươi cũng vô ích. Cảm tình hắn chính là lợi dụng nàng áp chế ân hy bạch. Cho nên, ta có thể đi rồi chứ. Thư kỳ có điểm không quá xác định mà nhẹ nhàng hỏi, không cần lưu lại cánh tay cùng cái gì đông đông, ta không hiu. Hay là ngươi còn có yêu cầu gì? Cố viễn nhìn chầm chầm vào nàng. Phương đông không sáng, phương tây sáng từ ân hy đến cố viễn đều là nhân tài cấp bậc thần tiên. Muốn tìm đến đoạn thơ trong sáng phải chạy nhanh tìm được vệ vệ, sau đó đến há miệng chờ sung. Thư kỳ, còn nhớ rõ câu kia nói ra sao, thế kỷ 21 là người mới cạnh tranh, thế kỷ 21 không thiếu gì chỉ thiếu người mới. Tìm người thôi, dựa vào lại là mạch đập con người. Công tử áo trắng này thoạt nhìn hẳn là trai chưa vợ, có địa vị trong xã hội, có giao thiệp ổn định của giới thượng lưu, tiếp cận vệ vệ càng dễ dàng vì thế thư kỳ càng nói với ân hy quá vô ích khi đã nói dối với cố viễn một lần trước lại sau quen biểu cảm phải thật xúc động càng xúc động càng tốt nếu là xuất môn tìm muội muội của ngươi tranh thủ tìm kiếm đi còn ở nơi này chậm trễ làm gì cổ viễn lại nhẹ nhàng đem vấn đề đấy trả lại cho nàng thật không hổ sư huynh đệ thư kỳ âm thầm thở dài nội thương nội thương nghiêm trọng chính là tiểu nữ xuất môn đã nhiều ngày tiền đi đường đã dùng hết công tử có thể viện trợ cho tiểu nữ không thư kỳ kiên trì bám trụ hắn để có thể đi đoạn đường ngắn hết tiền cố viễn nhướng mày kêu người ghi chép đưa cho ngươi không không công tử ngài hiểu lầm tiểu nữ muốn ngài cho ta tiếp cận vệ vệ công tử thư kỳ làm vẻ mặt mong chờ cộng thêm sự chân thành mà nhìn dáng người cao ngất bạch y nhân chính là ta chưa bao giờ làm cái việc không có lợi cho mình. Lời hắn nói chẳng khác nào rất rõ ràng hay sao, hắn không phải là giúp người tìm niềm vui thật là công dân tốt, nói nghĩa đó. Ngay cả sư huynh của mình cũng phải tính kế làm sao là người tốt. Trước mắt nhất định phải ổn định hắn, thuyết phục hắn. Chỉ cần công tử nguyện ý dẫn ta đến, ta đáp ứng làm một chuyên ân báo, ngươi cũng không chịu thiệt. Nghĩ đến hắn tính kế chuyện ân hy bạch, thư kỳ mạnh dạng phỏng đoán vả lại, công tử hiện tại đang chiêu mộ nhân tài. Không tồi. Cố viễn vuốt cầm, lại không chút nào che giấu lộ ra ánh mắt có chút hoài nghi. Ta muốn chính là ân hy bạch. Một cờ sờ. Nàng không thể không thừa nhận nàng quả thật không có cốt truyện nữa rồi. Thời đại này thiên văn tướng số, thủ đoạn mưu đồ, võ công cao cường khiến nàng không hiểu. Nhưng là nàng biết trời sinh ta tất có tài dùng. Công tử, sai. Thư Kỳ lắc đầu. Mạnh thường quân môn khách ba nghìn, cuối cùng còn phải dựa vào tiếng gà gáy để cứu mạng đồ đệ đấy. Quả thật có đạo lý. Cố viễn gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc, nói như vậy, ngươi chuẩn bị làm đồ đệ của bản công tử dùng gà gáy để cứu đồ đệ. Ví dụ thôi mà. Thư Kỳ thẹn thùng, thật sự là mang tảng đá đập bể chân của mình. Tiểu nữ nghĩ muốn nói cho công tử chính là, mỗi người đều có hắn thật là tốt. Mấu chốt là xem người lãnh đạo không có tính người này, đâu đã vào đấy, cho dù giống nhau đều là dao, vũ phu quen dùng nó giết người, làm cho người ta mang đi thống khổ bi thương, đầu bếp lại dùng nó làm ra mỹ vị, làm cho người ta tăng thêm hạnh phúc. Nó có thể là hung khí xấu cũng có thể là tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Tuyệt vời! Một tiếng trầm trò khen ngợi cắt ngang lời ai kia đang thao thao bất tuyệt, có phần thư kỳ quên hết tất cả người có y phục xanh tới, thân hình thon dài, cây trâm bó buộc phát sáng, mặt như ngọc, miệng như ngậm viên đơn màu đỏ, qua. Lại Mỹ Nam, ánh mắt đung đưa trong suốt, xem ra lại là một vị đệ tử đáng kính. Tần tan công tử thật đúng là lui tới nơi dân thường. Người này còn chưa đi đến trước mặt liền cười vang hỏi. Cố huynh, vị nữ tử này ta chưa từng gặp qua. Tặng cho ta được không? Ta đang cần một vị giải thích ngữ hoa, là một ngôn ngữ, đi bên cạnh. Cố viễn cũng nghiêng người khách khí cười cười, dụng tâm cười nhưng lại đẹp như xuân hoa rực rỡ, đủ để vạn vật biến sắc. Thư kỳ nghĩ xem ra trong vẻ tươi cười này không chỉ có đã không còn rùng mình ấn lạnh, ngược lại còn hơi chút tối, ăn phải giấm chua rồi. Còn chưa chờ nàng phục hồi tinh thần lại, cố viễn đã sớm tự nhiên nhẹ nhàng kéo nàng qua một bên, không khỏi thanh manh đem nàng vào trong ngực. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên bị một nam nhân ôm, nàng vừa sợ lại vừa hoảng hốt. Nghĩ muốn giải dụa, nhưng bên hông bị siết chặt, làm như bị uy hiếp. Cố viễn một bên vuốt phản thưởng thức chiếc cầm của nàng, không chút để ý nói. Xin lỗi, đây chính là nữ nô, nô lệ gái, ta mới mua. Trước mắt ta chung tình với nàng đấy. Trời ạ, à, cái gì? Nữ nô mới mua. Chung tình. Người này cũng nói dối quá đi còn có điểm biến thái nữa, ngón tay xương tinh tế pha giống chút nữ nhân, cư nhiên, một đại nam nhân đầy người hương thơm. Còn có hơi thở ấm áp kia phản phất trên mặt. Lục y nhân, chính là anh mặc áo màu xanh ý, làm như lòng tràn đầy thất vọng, biết điều phải đi, rồi lại không cam lòng quay đầu lại. Quân tử không đoạt người đã được sở hữu. Nếu như một ngày ngươi có chút chán ghét nàng, nhớ rõ đem nàng đưa cho Thanh Ca Nha. Hết hồn. Nghe xong lời nói này, Thư Kỳ trong lòng phẫn nộ sớm sôi trào. Đem nàng làm cái gì? Mi gốt. Nam nhân xấu xa. Cố viễn ảm đạm cười, tiếng nói ôn nhu như nước. Cứ tự nhiên. Chương 5. Nguồn. Mê truyện audio com. Tạ Thanh đã đi xa. Thư Kỳ nhất thời đỏ mặt cố vùng vẫy thoát khỏi ngực hắn. Nam nhân này thoạt nhìn có vẻ nho nhã, nhưng khí lực thì lại rất mạnh. Thật ra thì lúc này hắn không có dùng lực. Thư Kỳ lén liếc mắt nhìn hắn theo dõi, hắn vẫn bình tĩnh như thường. Nói vậy chuyện này hắn thường xuyên làm A, à, đã đến gặp thế này nhưng không sợ hãi là đủ biết bản lĩnh của hắn thế nào. Nghĩ đến vậy, Thư Kỳ dùng ánh mắt kinh thường nhìn hắn. Cố viễn không thèm để ý chút nào, khóe miệng thoáng mỉm cười, chỉ là nhìn chầm chầm nàng xem ánh mắt có điểm nào không như bình thường lại đang có cái gì đó hơi quái lạ. Thanh ca là biểu thúc vệ giới. Cố viễn mơ hồ nhớ tới cái gì đó, chậm rãi mở miệng. Hắn. Thư kỳ lấy làm kinh hải, biểu thúc. Theo như những điều nàng biết, biểu thúc chính là biểu đệ của phụ thân. Hẳn là tuổi tác so với phụ thân không kém là bao nhiêu. Nhưng vừa rồi nhìn qua thanh y thiếu niên thực không quá 20 tuổi. Dĩ nhiên, nếu ngươi đi tìm hắn thì sẽ tìm được vệ giới nhanh hơn cố viễn có lòng tốt nhắc nhở không nên a à. thư kỳ do dự hắn nhìn thế nào cũng không giống người tốt để muội muội sớm về nhà cũng để cho phụ mẫu yên tâm lẽ nào ngươi không muốn sao cố viễn nhìn nàng giả vờ kinh ngạc nhưng mà hắn hình như rất thích nữ nhân chẳng lẽ ngươi sợ hắn đem ngươi dường như hiểu được sự ngập ngừng trong câu nói của thư kỳ cố viễn mỉm cười có chút hứng thú đúng đúng thư kỳ không ngừng gật đầu e lờ lịa cười gượng hai tiếng dù gì nam nhân trước mắt này so với nữ nhân vẫn túng mỹ hẳn là đối với nàng tư sắc tầm thường thế này chắc không có hứng thú dù sao ngươi cũng đáng tin cậy hơn hắn hay là chúng ta giao dịch nha vậy ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của bản công tử cố viễn cũng không quay đầu lại mà trầm tư nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên vâng thư kỳ nghe thế liền lên tiếng đáp trả nhanh chóng đuổi theo cố viễn công tử cũng đừng quên việc của xá muội cố viễn cười khẽ như trời xanh mây trắng lâu nay vẫn ảm đạm cái này ngươi có thể yên tâm ta tức khắc sẽ viết một phong thư gửi tới quận dự chương mời vệ giới tham gia hội thi hắn sẽ đến chứ thư kỳ không tin hắn có thể dễ dàng mời được thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử lúc này ngươi chỉ có thể tin tưởng ta cố viễn vẫn không hề giận mà chỉ cười khẽ đúng vậy mình không có biện pháp nào khá hơn. Không phải không nghĩ tới tự mình đi tìm vệ giới, nhưng đường xa vạn dặm, một thân một mình, nguy nan trùng điệp, lại thời gian cấp bách, đường nào cũng không thông. Lúc này chỉ có thể dựa vào hắn thôi. Nếu thật có thể mời vệ giới, vậy lại có thể há miệng chờ sung, chờ đợi thời cơ, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên cần phải thay trang phục kỳ quái này của nàng trước đã cố viễn vừa nói vừa mang nàng vào bên trong phòng, giao nàng cho một vị nữ tử khoảng 17, 18 tuổi, y phục vàng nhạt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, diện mạo lại nhu mì xinh đẹp. Thì ra là công tử. Thị nữ có chút ngạc nhiên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngập ngừng chốc lát, rồi lại nhu thuận cúi đầu trả lời, khẽ không người. Vốn là động tác rất bình thường, nhưng ở nàng lại như vũ đạo ưu nhã tuyệt vời, như có phong tình vô hạn, thanh âm của nàng như oanh oanh yến yến, như châu rơi ngọc bàn. Tình cảnh này, ngay cả Thư Kỳ là nữ nhân cũng không khỏi lay động. Còn cố viễn tự mình hướng rừng chút nơi sâu thẳm kia mà đi tới. Mời cô nương đi bên này, theo Tuyết Tinh đi vào gián trướng cắt thay y phục, thì ra tên gọi nữ nhân xinh đẹp này là Tuyết Tinh. Chợt nhớ tới câu Tuyết Tinh Tuyết Tinh, Tuyết hậu ban đầu chuyện, trời quang trăng sáng, người đẹp, tên còn đẹp hơn. Thư Kỳ không khỏi cảm thán. Làm phiền Tuyết Tinh cô nương dẫn đường. Hai người sau một hồi dò xét, hỏi hang đối phương, không ai bảo ai một trước một sau, hướng dáng trướng cắt mà đi. Chỉ thấy bên trong cỏ cây mọc xanh tươi, nhiều loại hoa quý hiếm thi nhau nở rộ, khoe sắc dưới vòng trời trong xanh, suối chảy hai bên róc rách, muôn chim ca hát, đùa nghịch. Hai tử y nha đầu tuổi chừng 13, 14 đứng ở cửa vui đùa, thấy Tuyết Tinh đến, lập tức nín bạc, không mình hành lễ vấn an. Tuyết Tinh cũng không liếc mắt nhìn các nàng, cũng không vào cửa, chỉ nghiêm nghị phân phó. Công tử có lệnh, dẫn vị cô nương này đi thay y phục, hai nha đầu ai nấy đều sửng sốt, nhưng lập tức nhận lệnh, một nha đầu dáng người hơi cao gầy dẫn nàng vào phòng, bên trong phòng bài trí hơi đơn giản, một cái giường vừa đủ một người nằm, một cái chạng bếp màu xanh, bên trái tường treo một cái đàn cầm màu đỏ, kiểu dáng rất cổ xưa, bên phải là một chiếc gương đồng hình bầu dục có khắc hoa văn, bên cạnh là chiếc lược gỗ cùng vài hộp son phấn ai ở gian phòng này? Thư kỳ vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này ngoài Cố Viễn còn có vị nữ nhân khác? Đương nhiên gian phòng này là của công tử nhà ta. Tử Y Nha đầu trả lời với dáng vẻ đầy tự hào. Ách. Thư ngạc không nhịn được cười, tiểu cô nương, ta đương nhiên biết đây là địa bàn công tử nhà ngươi, ý ta là ai ở phòng này? Công tử của nhà ngươi là nam nhân a. Nhưng là số so phấn này, nói đến đây Tử y nha đầu lộ vẻ mặt rất đắc ý, cái kia chỉ dùng bài biện thôi, còn cái này thì rất thịnh hành đó nha. Ai cũng tưởng là làn da bạch ngọc của công tử nhà ta là do dùng phấn son, chỉ có chúng ta mới biết công tử kỳ thực không bao giờ dùng son phấn. Bản thân ta cảm thấy công tử nhà ta so với bộ mặt phấn son của vệ giới công tử thì hảo hảo hơn nhiều, tiểu cô nương, ngươi nói, công tử nhà ta, thế này, công tử nhà ta, thế kia, ta nghe đến buồn nôn rồi cố viễn thằng nhãi này căn bản lại là khẩu phật tâm xà hơi một tí lại sát khí đằng đằng độc địa hung ác các ngươi thế nào lại trẻ con ngây thơ khẳng định làn da đẹp của hắn là tự nhiên có nhưng thật ra nói đến vệ giới thư kỳ trong lòng cảm thấy hưng phấn có phải tiểu nha đầu này cũng đã gặp hắn hay là sùng bái cố viễn quá rồi nói bậy đề đúng là ghét ai ghét cả đường đi lối về yêu ai yêu cả tôn ti họ hàng mi. Hai tỷ ấy thật không công bằng a vệ giới là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử ai so được với hắn thư kỳ cố tình nhìn nàng với vẻ dò xét tiểu nha đầu quả nhiên có chút nóng giận mặt đỏ lên vội vàng tranh cãi năm ngoái hạ vệ công tử đã tới đây ta cùng thanh hiểu lén trốn sau tường đã thấy được hắn thực sự thư kỳ mở to hai mắt nhìn ngươi xác định đấy chính là hắn là đệ nhất mỹ nam tử Đương nhiên, tiểu nha đầu dương dương tắc, hắn lúc đó chưa làm thái tử. Hắn cũng rất đẹp, rất có tài hoa. Thế nhưng thân thể ốm yếu, lại không biết võ công, sao có thể sánh với công tử nhà ta. Thư kỳ trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình, xem ra cố viễn cùng vệ giới cũng có chút giao tình, cố viễn nói cũng không hoàn toàn không thể tin. Chỉ là tình nghĩa bọn họ có hay không giống như kê khang cùng với lữ thiên dù xa nhau ngàn dặm vẫn luôn là tri kỷ tiểu nha đầu đem nàng ra phía sau chạm bếp, giúp nàng cởi y phục. Thư kỳ sợ đến nỗi lui về phía sau một chút, giật mình kéo y phục lại dính sát người, không dám làm phiền, cái này một mình ta làm là được rồi. Cô nương không cần hầu hạ sao? Tiểu nha đầu nghi hoặc nhìn thư kỳ. Thư kỳ không thể làm gì khác hơn là mang vẻ mặt đau khổ, buồn bã than thở. Muội muội, ta cũng là do công tử mua làm tỳ nữ chúng ta thế nào lại có người đi hầu hạ? Nhưng là, tiểu nha đầu nháy mắt lém lĩnh, không nghe theo là không buông tha, công tử nếu hạ lệnh đưa cô nương tới đây, cô nương cũng có thể xem là chủ tử của bọn ta, có thể xem. Có ý tứ gì? Thư kỳ không hiểu. Cố viễn không chỉ không làm khó nàng, còn mang nàng đặt lên chức chủ tử. Mặc dù chỉ là có thể. Chúng ta tới gián trướng các cũng như cô nương, toàn tâm toàn ý phụng bồi công tử chính là qua đêm thư kỳ nhịn không được buộc miệng thốt ra khuôn mặt biến sắc đã sớm nói cố viễn tiểu tử này làm gì tốt như vậy thư kỳ trong lòng nhất thời đã xem cố viễn là kẻ không thể hiểu được rất khó nắm bắt qua đêm đến phiên tiểu nha đầu ngẩn ra tiếp theo mới hiểu lời thư kỳ nói lại xấu hổ đỏ mặt cô hay người nghĩ hay nhỉ bao nhiêu danh môn tiểu thư khuê các ngưỡng mộ tài văn chương công tử nhà ta nằm mộng cũng muốn gả cho công tử nhà ta, công tử cũng không thèm liếc mắt, ngươi đừng có mà ở đó vọng tưởng, không phải cái kia, là tốt rồi, thư kỳ thở vào nhẹ nhõm, vậy lời ngươi nói mới rồi có ý gì? Nhìn thư kỳ đang cả kinh, tiểu nha đầu lại cười hì hì nói, các cô nương ở gián trướng các phải phụng bồi công tử treo đèn đọc sách đêm, hồng tụ thiêm hương. Công tử nói trừ ngày ra cùng với những cô nương công tử truyền đến, những người khác không được lui tới nơi này là những cô nương tới chỗ này, chúng ta phải hảo hảo hầu hạ. Thảo nào tuyết tinh chỉ đứng ở cửa phân phó rồi xoay người bước đi. Xem dung mạo của nàng cùng với tư thái, địa vị của nàng ở đây có lẽ không thấp hay là đệ nhất nha hoàng, hay là thị thiếp, lẽ nào ngay cả nàng cũng không được chấp thuận bước vào nơi này. Rốt cuộc đây là nơi nào? Vậy các ngươi chính là được hờ, thư ngạc lập tức ngừng nói, ý thức được nếu mình mang vẻ mặt như thế đối với hắn thì thật không hay, hay là mình nên biết điều một chút. Đúng vậy, bởi vì Thanh Bích tỷ tỷ cùng với ta, tiểu nha đầu đang cao hứng, lại bị người khác xen ngang cắt lời. Thanh Hiểu không được lắm mồm. Tử Y nha đầu Thanh Bích ôm một đống quần áo, trang sức đi đến trước mặt hai người. Thư Kỳ lúc này mới tinh tế quan sát hai nữ tử tên là Thanh Bích với Thanh Hiểu, đây chính là đôi tỷ muội song sinh, hai người nhìn rất giống nhau nhưng là so với nàng thì thấp hơn một chút, tướng mạo đều là cực kỳ thanh tú có điều thanh hiểu nhìn có vẻ hoạt bát, nhẹ nhàng còn thanh bích không hổ danh tỷ tỷ, ánh mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh hơn một phần. thanh hiểu, chúng ta nhanh thay quần áo cho vị cô nương này a. À. nhưng tỷ tỷ, cô nương không cho chúng ta hầu hạ, chúng ta ra bên ngoài a. À. thanh hiểu kéo kéo góc áo thanh bích. thư kỳ cau mày, suy nghĩ một chút, ta không có thói quen được người khác hầu hạ. vậy chúng nô tỳ đứng ngoài cửa hầu cô nương có cần gì thì gọi chúng nô tỳ. Hai người cúi đầu lui ra ngoài. Y phục cổ đại thật phức tạp a, à, nhưng nàng không phải lần đầu xuyên không, chỉ mất chút thời gian đã thay xong. Chỉ là trang sức cùng cách búi tóc thì nàng bó tay đầu hàng. Vậy nên nàng đành nhờ hai tiểu nha đầu, hoặc đầu chỉ định nhờ búi tóc, nhưng lại mang nàng xử lý từ đầu đến chân, đề. Để... Khổ thân kỳ tỷ tỷ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng mà ta dùng thành ngữ vậy có đúng không nhỉ? mi Đừng hỏi muội, muội dốt văn lắm, A Kỳ, đừng nhìn ta, hỏi cố viễn ca ca của ngươi đấy, hứ. Chương 6 Nguồn Mê truyện audio com Thư Kỳ cẩn thận nhìn chầm chầm chiếc gương đồng của mình, cảm thấy rất là vừa lòng, mặc dù diện mạo không khuynh nước khuynh thành, nhưng cũng thanh tú làm rung động lòng người. Hai thị nữ ở gián trướng các đứng lặng lặng ở phía sau, vẻ mặt kỳ lạ. Thanh bích tỷ tỷ, vì cô nương này một tá phẫn, tá. Đánh. Phẫn, quấy, nhảo. Ai hiểu thì bảo tớ. Hốc hiểu cho qua, ta cảm thấy được lần trước tống cô nương tới có bộ dạng giống, thanh hiểu nói nhỏ với người bên cạnh thanh bích nói. Không biết nàng có thể sống bao lâu. Chớ có nói bậy. Thanh bích sợ tới mức mặt mũi đều đổi màu, thấp giọng quát. C nếu biết chúng ta nói lung tung, sẽ cho chúng ta thuốc độc đấy vừa nghe lời này, thanh hiểu cũng khẩn trương im bặt. cô nương, đêm nay nghỉ tại nơi này. phía sau thanh bích mở miệng. nơi này. thư kỳ trần chừ nhìn xung quanh phòng. không phải phòng của công tử sao? một tỳ nữ nhỏ nào dám ở phòng của công tử? kỳ thật cũng đang tính toán, ngộ nhỡ cố viễn trở về phòng, biết rõ nàng ở trong này còn cố ý chui vào chăn làm sao bây giờ? chẳng phải thiệt thòi lớn. Tuy rằng bên người hắn chắc sẽ không thiếu nữ nhân nào, hẳn là sẽ không để ý đến nàng, chơ. Tỷ nghĩ sâu xa cá. Ý đồ đen tối cá đỏ mặt. Cô nương yên tâm, ban đêm công tử đều đến đông Uyển của tuyết tình cô nương nghỉ ngơi. Công tử cũng đã lâu không ngủ ở chỗ này. Thanh bích hơi hơi vuốt cầm, trong mắt có chút ý phiền muộn, đáp. Cho nên phòng này tuy nói là chuẩn bị cho công tử nhưng cô nương cũng có thể dùng. Thật thế ư. Thư Kỳ vẫn có chút lo lắng, phòng ở này dù sao cũng là của nam nhân kia. Đệm chăn này ta sẽ đổi bộ mới cho cô nương. Phòng này cũng sẽ được Thanh Hiểu sửa sang lại. Thanh Bích an bài đâu vào đấy, chơ. Ý, ta, luống mùi của A Viễn, qua qua, đúng, đúng. Thanh Hiểu lên tiếng trả lời, cô nương yên tâm. Thừa điệp hai nha đầu đang bận rộn ở trong phòng, Thư Kỳ xem ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đi tham quan một lần. Cửa chính ở lầu 1 là đại sảnh rộng lớn, bên trái là một gian thư phòng theo phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, đi tiếp là tới phòng mình ở, bên cạnh là một gian phòng đã được khóa. Bên phải thứ nhất bày đặt một chút đồ cổ, gian thứ hai là phòng ngủ của Thanh Bích và Thanh Hiểu, bên cạnh là nhà kho. Về lầu 2, vừa đi vào đó là đại phòng ở, bên trong tất cả đều là sách, một ngăn tủ tre được chất đầy sách. Tuy nhiều sách, tùy tiện rút ra một quyển đều sạch sẽ không có một hạt bụi. Xem ra hai tiểu nha đầu này tận tụy với công việc. Thư Kỳ tò mò mở ra, trên giá sách kia được đặt sách theo phân loại, có tập thơ, có y dược, có binh pháp, có bí kíp võ công, có kinh Phật, chơ. Tỷ Kỳ lấy trộn cho e quyển bí kíp võ công, e về học, em ánh, chứng khoán em, kỳ. Lường, mơ đi em, tỷ học xong đã tỷ dạy lại em, chơ. Thiết. Nơi này sách có ít nhất trên một vạn, đúng là thư viện của cá nhân tên kia. Thư kỳ chậm rãi đi ở giữa, cho dù có điều gì phiền muộn đều được giải tỏa, lòng cũng yên tĩnh như nước, không gợn sóng, phiền não gì cũng đều có thể ném sau đầu, đọc sách giúp con người thoải mái, lơ đã ngẩng đầu, lại thấy một quyển mỏng Tào Tháo truyện ký, Tào Tháo vẫn là nhân vật đề tài tranh luận lịch sử, khi hắn còn sống đã được danh sĩ hứa thiệu bình luận rằng, trì thế khả năng thần, loạn thế chi gian hùng. Thư Kỳ cũng rất bội phục hắn, không chỉ bởi vì Tào Tháo có kế sách hoàng mỹ, đa tài đa nghệ, còn bởi vì tại cái thời loạn thế, giả không như hắn, không biết thiên hạ mấy người xưng vương mấy người xưng đế. Lúc ấy Tào Tháo thống trị lớn nhất ở phương Bắc tình thế duy trì ổn định, hơn nữa còn là bạc phú, chơ. Theo ta nghĩa là nhà cực giàu, đã cực giàu còn cực 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 giàu thêm, làm cho dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, ân huệ phân bố, câu này nghĩa là có tiền, cải thiên đời sống nhân dân, làm cho nhân dân có lòng biết ơn với Tào Tháo, thiên hạ không phải của một người nào đó, mà mà người thiên hạ trong thiên hạ. Thời đại phong kiến, dân chúng khổ. Dân chúng quả thật không để ý ai sẽ đoạt thiên hạ, bọn họ chỉ quan tâm ai có thể cho bọn họ an cư lạc nghiệp, làm cho bọn họ không phải đi đầu đường xó chợ, gia đình ly tán. Thư Kỳ nhớ tới trước đó không lâu có tin ở Hà Nam, An Dương Huyền phát hiện Lăng mộ Tào Tháo. Nghe nói Tào Tháo vì phòng ngừa Tào Tháo quật mộ, bố trí vải chỗ mộ giả mê hoặc người khác. Cho nên hiện tại đều không biết Tào Tháo rốt cuộc ở đâu. Mà từ tống tới nay còn có 72 ngôi mộ đáng nghi nói đến. Chuyên gia nhóm khảo cổ thích tranh luận ồn ào huyên áo, ai cũng không có chứng cứ đưa ra làm người ta tin tưởng, lăng mộ Tào Tháo đến này vẫn là một bí ẩn chưa được giải mã. Hiện tại là Tấn Hoài Đế Vĩnh Gia 308 sau công nguyên, cách Tào Tháo chết 200 năm ấy gần trăm năm, sách này đều có thể ghi lại mới phải, hơn nữa có thể tin tưởng. Thư Kỳ nhẹ nhàng rút quyển sách ra, đứng dựa vào cửa sổ lật lên xem. Bì sách có chút nhào nát, nửa mới nửa cũ. Nàng bình thường xem ở quán sách báo, chữ phồn thể dựng đứng xem phải cố hết sức. May mà sách này tác giả bố trí so với hiện đại không có sai biệt lắm, viết đều là những câu chuyện xưa thú vị, còn giới thiệu một ít thơ ca của Tào Tháo, thấy hấp dẫn nàng đọc xuống phía dưới. Quynh quốc Quynh Thành lúc ấy trong lòng thư kỳ lại trào ra bốn chữ. Tuy rằng từ này dùng cho nam nhân không thích hợp, nhưng tại trong nháy mắt ngươi có thể cảm thấy chính là vạn vật ảm đạm thất sắc. Phi Yến Ngọc đã thành cát bụi, chơ. Ai không hiểu tha cho con, đấy là nội dung sách, tào tháo ghi thế, lóc phải do con thư kỳ đột nhiên nảy sinh một loại ảo giác, nàng đối mặt cũng không phải nhận thức của cái tên cổ viễn kia mà là kiểu như bạch liên thuần khiết dáng thế. Hóa ra ngươi đã từng đọc qua. Hắn thản nhiên mở miệng. Ta chỉ nhận biết một chút thôi. Thư kỳ ngượng ngùng. Nàng qua 16 năm dùi mài kinh sử, nhưng ở thời đại này cũng không có cái ưu thế gì. Cầm kỳ thư họa, nàng cũng chỉ là thường dân. Lúc ấy nhìn ngươi như một tên quái dị giả dạng, cổ mổ tự nhiên cảm thấy ngươi không phải là địch. Hắn cúi đầu nói, kèm theo lời xin lỗi, thanh âm nhẹ nhàng, sóng âm trầm bổng như tiếng nước chảy, chơ chấm th ật chẳng hiểu tiếng như nước chảy thế nào nhỉ, hướng về phía nàng, không khỏi khiến lòng nàng thập phần say mê, chơ. Chết ná. Kỳ tỷ cảm nắng A viễn rồi. Kỳ. Lường, mi biết gì mà nói, đấy không phải là cảm nắng mà là nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, chơ. Bó tay. Chương 7. Nguồn mê truyện audio com vấn đề này mãi đến khi thanh hiểu mời bọn họ xuống lầu dùng bữa tối nàng mới nhớ ra y phục lúc xuyên qua nhìn thế nào cũng khác người không thích hợp cho nhiệm vụ lần này trên đồng phục có phù hiệu trường và tên của nàng cố viễn nhất định có chú ý tới không lẽ vì thế mà ân hy bạch nhận định rằng nàng đang nói dối không lý nào hắn cho rằng quan hoa trường học cũng giống như thiếu lâm nga mi đồng phái cũng là thuộc một môn phái nào đó trong đại sảnh bữa tối đã chuẩn bị xong, Thư Kỳ cảm thấy kỳ quái, nhà cao cửa rộng quyền quý cao sang thế này lại không tiêu hoang xa xỉ. Chỉ là mấy món ăn sáng, màu sắc tươi đẹp, hương vị ngon miệng. Thư Kỳ nhịn không được, ngón trỏ cứ tấy máy. Chủ nhân cố viễn lại ăn không được nhiều lắm, mỗi loại thức ăn chỉ nếm thử qua loa rồi lại buông chiếc đũa ngà voi xuống, nhàn nhã ngồi rót rượu uống. Xem ra là hắn thích tự uống rượu một mình, nhưng tiện xem kẻ khác dùng bữa dù ăn ít nhiều thế nào hắn cũng không hề hé răng nói một lời một chén rồi lại một chén loại rượu nào nàng cũng đã từng uống qua cả kể cả cái loại rượu hắn đang uống cây xè ấy chắc cũng không hơn gì đó là lý do mà hắn rất khó lý giải tại sao lại thành kẻ bị nghiện rượu như thế này nhìn hắn vẫn là tự tại tự đắc pha lẫn chút hưởng thụ thư kỳ cũng không nhịn được nhìn chén rượu cảm thấy có chút hứng thú rượu thời này với thời của nàng không giống nhau. Cố viễn như phát giác ra sự hiếu kỳ của nàng, mỉm cười, đem chén ngọc bích đang cầm trong tay rót đầy rượu, đưa cho nàng, mùi vị không tệ. Thực sự, thư kỳ chần chừ, nghĩ thầm hắn biểu hiện nhiệt tình như vậy không phải lại muốn đùa giỡn nàng a? À? Không dám. Cố viễn hiếp mắt, giọng hơi mỉa mai, thu hồi chén rượu, uống một hơi cạn sạch, xem như chốn không người mà đứng lên cao giọng ngâm thơ thanh âm rất là hào sản, như sáng nguyệt phất hoa, như bóng ảnh dưới hồ sâu. Lắng nghe lời ngâm kia khiến Thư Kỳ hết sức thích thú, đây chẳng phải là thơ nhạc phủ đệ nhất đoạn ca của Tào Tháo sao. Trước ly rượu ta nên ca hát một đời người thấm thoát là bao. Khác chi mấy hạt sương mai, ngày qua sầu tuổi hỏi ai không buồn. Vụt đứng dậy, lòng thêm khẳng khái nhưng cái buồn đeo mãi không tha giải sầu chỉ một chăn là mượn đôi ba chén cửa nhà đổ khang, ánh trăng ở trung đình đang rất sáng lá trúc rơi lưa thưa ngoài cửa sổ xuân ôm nhu mà tự do phớt qua rừng sâu cố viễn ngâm tiếp bài thứ hai, thư kỳ cũng không nhịn được hưng phấn đứng lên mà ngâm nga đọc theo. Trong đó một người thanh âm cao vút sụp sôi, như tiếng Minh Ngọc Châu, một người thanh âm vang vang, như tiếng chim ríu rít, hai âm sắc lộn xộn hòa cùng một chỗ cảm thấy có chút bất ngờ nhưng thực ra có vẻ kết hợp cương nhu, tôn nhau cùng sáng rực, rất là hài hòa, người ca người sướng đều mang vẻ ôm ấp say mê. Đến lúc ngừng lại, hai người nhìn nhau cười, mặc kệ trước đó bọn họ còn ngờ vực vô căn cứ, không hài lòng về nhau, nhưng ít ra lúc này bọn họ cảm thấy hợp, giống như là hảo bằng hữu, hai bên ngang hàng nhau, không cần phải đề phòng lẫn nhau. Có thơ mà không có rượu, thật là khiếm khuyết, thư kỳ hăng hái nhớ tới khoảng thời gian cùng mấy đứa bạn thân hồi đại học, nàng nhanh nhẹn đón lấy chén rượu từ cố viễn, chính mình thưởng thức, thử xem như thế nào, có vị nhàn nhạt như cây hoa cúc hương, khẽ uống một ngụm, tự nhiên có vị ngọt ngào đến lạ. Vì vậy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hình như loại rượu này đã từng uống ở đâu, giống như là rượu đế, căn bản cũng giống như đồ uống. Trách không được sao hắn uống nhiều như vậy, lại coi như là hưởng thụ, hoàn toàn không có men say. Uống ngon thật. Thư Kỳ cười, rất là thỏa mãn mà lên tiếng. Nàng cầm lấy bầu rượu rót đầy chén, vừa mới đưa lên môi, đã bị cố viễn đoạt lại. Này, nhưng chén này là của ta, cố viễn trong mắt tràn đầy ý cười, lại nói, ngươi muốn uống, kêu thanh bích, còn nửa ngươi trả cái chén này lại cho ta. Phía sau tỳ nữ đã đứng chờ từ lâu, nhanh chóng tiến lên rót cho Thư Kỳ một chén rượu ngon, cũng là chén bằng ngọc bích, sờ vào rất trơn bóng nàng đắc ý hướng cố viễn nháy mắt, rõ ràng có ý nhắn nhủ hừ, ai thèm của ngươi. Cố viễn không hề để ý tới, cười nhạt, như trước mà uống rượu. Thư kỳ hung hăng càng quấy, không nhớ thân phận hiện giờ mình đang nhờ vả người ta. Chương 8 Nguồn Mê truyện audio com Thư kỳ trợn mắt khi mặt trời đã lên cao. Thanh bích, thanh hiểu hầu hạ rửa mặt chải đầu một cách sạch sẽ, dùng ửa cơm rất sớm. Thư Kỳ vội vàng đến chỗ ở của cố viễn Dông Nguyệt Viên. Đều do chính mình sơ xuất, ngày hôm qua thay quần áo lại quên lấy từ phiến, bức họa, ra, thanh bích thanh hiểu tắm rửa cho nàng thì phát hiện ra, bởi vì không biết đó là vật gì, liền giao cho tên cố viễn đó. Hít lô cái gì, nào có biết người của là ai mà lại còn đem vật bị mất giao cho tên cố viễn. Thư Kỳ căm giận nghĩ. Hai con chó chân nhỏ này. Chờ. Chết ná, ta mét hai ả à kia, mà Thanh Bích, Thanh Hiểu giải thích tất cả nơi này đều là của công tử nhà các nàng, hiển nhiên những thứ trên người thư kỳ đều là của công tử, lấy đâu ra cái luật thế đấy, hơn nữa, các nàng không thể xác thực biết đó là cái gì hẳn là sẽ giao cho công tử xử trí. Tính nô lệ có lối suy nghĩ rất lạ. Bọn giặc lô nghĩa là chủ nói cái gì cũng đúng, lấy vật của người khác mà còn triết lý, nhìn một cái, cố viễn hẳn là phải dùng chiêu thiên chân khả ái, làm bộ mặt hồn nhiên ngây thơ. Hô hô, dạy hai tiểu cô nương này thành cái dạng người gì đây? Tên nhân tính tàn phá. Thư kỳ càng tức giận. Trong vườn dông nguyệt nơn này sân rất nhỏ, bố cục tương đối đơn giản, không trang trí gì nhiều, chỉ có tảng đá trúc xanh lớn. Cây trúc thường làm cho tâm hồn thoải mái, chẳng sợ trong lòng thêm phiền muộn, lưu lại trong lòng tràn đầy yên tĩnh, thanh tịnh. Thư kỳ bước vào trong vườn, mơ hồ nghe thấy tiếng đàn càng đến gần tiếng đàn càng rõ ràng lúc trước thư kỳ thích nghe nhất là đàn dương cầm đàn dương cầm được mệnh danh là vua nhạc cụ âm vực của nó rộng lớn âm lượng to âm sắc biến hóa phong phú có thể biểu đạt các loài cảm xúc bất đồng có thể diễn tấu các loại khúc mà nàng cảm thấy được đàn cổ âm thanh có vẻ quạng hiu đơn điệu nhưng khi truyền vào tai hình như tiếng đàn có ma lực đi thẳng vào lòng người tiếng đàn khi thì dịu dàng mềm mại như tiếng nói nhỏ ban đêm, như dòng nước chảy, khi thì len ken mãnh liệt, như đánh vào ngọc khánh, khánh là một loại nhạc cụ cổ, như cùng phong. Thư kỳ cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng là đàn cổ đơn điệu, dùng cái gì âm thanh có thể biến đổi thất thường đến thế. Tiếng ngọt ngào no đủ, tình cảm khắc sâu, tựa như từng âm tiết hóa thành mới mẻ mà ướt sủng đóa hoa cô đơn tràn đầy khoảng không bay lượng. Người đánh đàn là ai, lại có tài nghệ xuất thần nhập quỷ như vậy? Thư Kỳ đi theo tiếng đàn tới trước mặt hắn không biết từ bao giờ. Quả nhiên là hắn, nàng không thể tin được, trước mắt mình là tên cố viễn mặc y phục màu trắng lại có thể đánh đàn tuyệt diệu như thế. Nàng đã từng nghe đàn, toàn bộ những người tài nghệ tinh thông, tất nhiên là không chuyên tâm, vì công việc là làm. Tiếng đàn kia là âm thanh thiên nhiên không nhiễm trần tục. Cố viễn tuyệt đối không phải một tên có tâm tư đơn thuần, hắn cầm nghệ thế nào có thể đạt tới tinh thông như vậy nàng đi đến trước mặt ngoài dự kiến của hắn hắn ảm đạm cười hai tay cũng không thèm dừng lại đi thẳng đến bãi sân hắn mới đứng dậy làm như có không tiếp đón nàng chu đáo cười trừ thư kỳ ngẩn người cái loại người cười làm mê hoặc lòng người này thiếu chút nữa làm nàng quên mục đích của mình đến đồ vật của ta đâu thư kỳ không chút khách kỳ chất vấn cái gì vậy cổ viễn làm ánh mắt vô tội hỏi lại Thanh Bích Thanh Hiểu đưa cho ngươi. Thư Kỳ thật muốn tiến đến đánh hắn hai trưởng, tiểu tử ngươi dám giả bộ. Ách! Hắn bừng tỉnh hiểu ra, chậm rãi lấy trong người hai bức họa, bình tĩnh nhìn nàng gấp đến độ đỏ cả mặt, ngươi nói là cái này. Thư Kỳ lao tới cướp. Cố viễn nhẹ nhàng né tránh, nắm chặt bàn tay, nhìn cười. Xem ra thứ này đối với cô nương rất quan trọng. Có nên báo trước cho cố mộ biết đây là chất liệu gì không? Muốn biết cái này, đơn giản. Thư Kỳ trong lòng tính toán đem đồ vật này lừa hắn như thế nào. Nàng không tin hắn sẽ biết đồ vật thế kỷ 21, tin tức của thời hiện đại nổ mạnh, có kiến thức còn lừa bịp không được một tên cổ nhân hay sao? Đây là vật gia truyền của nhà ta, gọi từ phiến, nghĩa là bức họa bằng thủy tinh, sành sứ gì đấy. Thư Kỳ chột dạ. Nửa đùa nửa thật nói. Khi ta xuất môn, phụ thân đem từ phiến này giao cho ta muốn ta mang theo muội muội về nhà. Từ phiến. Cố Viễn kinh ngạc, ngày thường bảo bối hiếm có gặp qua không ít, nhưng chưa bao giờ gặp loại này, tên cũng kỳ quái. Vật ấy có tác dụng gì? Cố Viễn, mi thăm dò ta khá lắm, nói cho ngươi biết đây là vật gia truyền còn muốn hỏi dò." Thư Kỳ phụng phiệu nói. "Cũng không có tác dụng gì, chỉ là tổ tiên lưu truyền cho tới nay gì đó thôi." Tại hạ xem vật từ phiến kết cấu phức tạp, tinh vi chỉ sợ có tác dụng cố viễn vừa nói vừa cẩn thận quan sát chưa nhìn ra manh mối vì thế lại ép sát từ phiến vào trong ngực nếu cô nương cũng không biết chi bằng tạm thời ta giữ nó ở nơi này đợi ta từ từ nghiên cứu biết được nó có tác dụng gì sẽ hoàn trả lại cho cô nương cố ca à a à không thế thư kỳ vừa nghe mắt bắt đầu choáng váng nó tác dụng gì nàng không phải không biết thực ra không thể nói cho hắn cho dù nói cho hắn, hắn cũng sẽ. Từ phiến ơi từ phiến, vận mệnh của thư kỳ ta, à không, còn có vận mệnh của đoạn thanh ngọc đều trói trên từ phiến mất rồi, hu hu. Thứ này, lấy là lấy không trở lại, nhìn hắn cưỡi ngựa đi đường phóng khoáng phi phàm nhìn bộ dáng dám chắc là võ công không tầm thường. Không phải nói nam nhân biết thương hoa tiết ngọc sao, nàng tận lực biểu hiện ôn nhu vừa đáng thương một cách đáng yêu, ẹt, à, nói không chừng trong lòng hắn lại trả đồ vất lại cho nàng. Cố công tử, thư kỳ đột nhiên ôm nhu kêu, quyết định lấy nhu thắng cương. Cố viễn quả nhiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn nàng đang trực muốn khóc, có chút điềm đạm bộ dạng đáng yêu. Khi tiểu nữ tử xuất môn đã từng hứa với phụ thân, vật còn người còn, vật mất người mất. Thư kỳ bưng mặt khóc rồi lấy ông tay áo lau khóe mắt, ai oán mà nói với cố viễn. Công tử có phải cố ý làm thư kỳ khó xử chứ? Thư Kỳ rõ ràng là cố gắng xây dựng bầu không khí bi thương, tên cố viễn lại nhìn không được cười ra tiếng, nghiễn ngẫm nói. Cô nương quá lời. Tại hạ chỉ là tạm thời mượn để nghiên cứu. Bất quá, nếu thư cô nương không nghĩ ra, tại hạ cũng không biết làm thế nào. Nhìn thần sắc người trước mặt đang thay đổi, lúc trước thì đỏ bừng lên, giờ phút này lại hốt hoảng, thần sắc biến đổi không ngừng, cố viễn cười thầm, cũng không để ý tới, ngồi ngay ngắn như củ gãy đàn. Thư Kỳ Tiến không được lùi cũng không xong, đang xấu hổ. Chương 9 Nguồn Mê truyện audio com Cửa cố phủ, từ lâu đã chuẩn bị hảo một chiếc xe ngựa. Thư Kỳ thấy có chút nghi hoặc, nhà giàu thế nhưng xe ngựa sao lại bình thường vậy chứ, phải là xe bằng vàng, bánh xe bằng ngọc, ngựa to màu trắng xám, tu cờ yên vàng mới đúng, có lẽ chủ nhân của nàng sinh hoạt cũng khác người ta, khả năng cố viễn tiêu xài xa hoa lãng phí như người thường là không có tuyết tinh đã xốc lại màn xe thanh ca cùng cố viễn lên xe thư kỳ cũng vội vàng theo sau bên trong xe thật rộng rãi nha chỗ ngồi lót bộ da thú rất đẹp thanh ca cùng cố viễn nhàn nhã ngồi phía sau xe tuyết tinh cùng nàng ngồi ở hai bên nhớ tới ý đồ của thanh ca đối với nàng lúc trước thư kỳ né tránh ngồi bên cạnh cố viễn xe ngựa chậm rãi đi trước bốn người không ai hé răng nói với nhau nửa lời thư kỳ thì lâu lâu lại lén quan sát thần sắc mọi người cố viễn cùng thanh ca đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi cùng một thân bạch y đều là mỹ công tử nho nhã hiếm thấy trong thời đại này tự hồ cảm giác được có người chăm chăm nhìn mình cố viễn mở mắt bắt gặp ánh mắt đối diện của thư kỳ lưu luyến nhìn mình ánh mắt hai người nhất thời giao nhau thư kỳ cảm thấy có chút không ổn vội vàng thu hồi ánh mắt tim đập thình thịch vẻ mặt nóng bừng cố viễn cười khẽ nhưng là giống như không có gì lại tiếp tục nhắm mắt bộ dạng xinh đẹp thế kia khiến người khác muốn tán thưởng nha thư kỳ trừng mắt liếc hắn một cái lại thấy tuyết tinh đang hiếu kỳ nhìn mình khiến lửa giận trong nàng càng thêm sôi sục trời ạ à, làm sao sống nổi đây mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn thế kia lại đang nhìn mình thật là thất lễ với người ta mà thư kỳ a à, thư kỳ ngươi tính cái gì nữa chút tự tin cuối cùng của ngươi cũng bị phá hủy rồi a à, chăm chú chăm chú. Thư Kỳ cũng không e dè mà nhìn chầm chầm nữ nhân đối diện. Dung mạo xinh đẹp thế này lại cảm thấy quen quen, đột nhiên lại cúi đầu, nhắm mắt lại, như đóa phù dung bỗng chốc u sầu. Thư Kỳ trong lòng cảm thấy rất đắc ý, đã đi được đoạn đường khá xa, Thư Kỳ sốt rèm lên nhìn ra ngoài, đã ra khỏi thành, xe ngựa vẫn tiếp tục đi về phía trước, trên đường người đi lại không nhiều lắm. Ven đường hoa dại mọc từng chùm, trên núi một mảng rừng cây xanh ngắt, thỉnh thoảng lại thấy dòng suối mát lạnh theo vách núi ào ào chảy ra cảnh xuân ấm áp nhất thời sinh ý giàu dạc già. bên trong xe ba người còn lại đều nhắm mắt nghỉ ngơi đang ngủ đây không phải là cơ hội để hành động à thư kỳ trong lòng mừng thầm cẩn thận hơi nghiêng thân thể tới gần cố viễn khe khẽ đưa tay ra trước mặt cố viễn quơ quơ vài cái không thấy phản ứng chút nào vì vậy yên tâm khám xét trên người hắn lục trong vạt áo ở ngực hắn cẩn thận tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Giữa lúc nàng lo lắng vạn phần, nghĩ muốn rút tay lại thì bị một sợi chỉ dài cuốn vào, bất giác bị lôi kéo, nàng mất đi trọng tâm, ngã vào lòng cố viễn. Bên trong xe không khí hơi chấn động. Hai người tư thế cực kỳ đen tối ở cùng một chỗ. Công tử chỉ nghe tuyết tinh thét lên kinh hải, công tử trước giờ tính tình luôn lạnh như băng tuyết, dù là đối với nàng cũng chẳng bao giờ như vậy. Thanh Ca cũng giật mình mà mở to hai mắt nhìn, lại thấy hai người kia ở trên xe mà công nhiên thân thiết. A à Viễn, ngươi, Thanh Âm Thanh Ca có chút biến đổi, hắn thường ngày thì ôm nhu, nhưng lúc này hành vi cố Viễn dường như không xem hắn đang tồn tại. Hiểu lầm hiểu lầm a, à, Thư Kỳ trong lòng kêu lên rất bi thảm, ngượng ngùng xấu hổ, kêu nàng thế nào gặp người khác a, à, nhất là một tay của nàng vẫn nằm trên ngực cố Viễn, cố Viễn thần sắc tự nhiên không nhìn hai người bên cạnh đang rất kích động, làm như vô cùng thương yêu mà vuốt khẽ mái tóc của nàng Kỳ Nhi. Nếu mệt mỏi thì dựa vào vai ta ngủ một giấc đi Kỳ Nhi. Bản lĩnh gạt người của hắn thật là cao thâm a, Ân Thư Kỳ lộ ra vẻ mặt như đã quá quen với chuyện này, buộc phải đem khả năng đóng kịch tồi tệ của mình diễn theo tới cùng, phát ra thanh âm đáp trả rất nhỏ như tiếng mũi kêu, cả người thực ra từ lâu đã cứng đờ. Tuyết Tinh cùng với Thanh Ca thức thời nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi cố viễn khóe môi nhếch lên cười, thỏa mãn ôm nàng rồi nhắm mắt lại. Thư kỳ lấy hết dũng khí, công khai lục soát người cố viễn lần nữa. Nơi này không thể nghịch, kỳ nhi cố viễn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt triền miên, đè chặt tay thư kỳ, thanh âm tràn đầy cưng chiều nhưng cũng mang nỗi thống khổ chịu đựng, hảo tâm nhắc nhở nàng. Hai người ngoài cuộc có chút khó xử, không ai bảo nhau đều tự khẽ nghi người, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, không nhìn, không nghe thấy gì cả thư kỳ nãy giờ lúng túng xấu hổ vô cùng nàng cam đoan tuyệt đối không đụng chạm gì đến vị trí nhạy cảm nào của hắn cả nàng nghi hoặc nhìn hắn một cái trong ánh mắt sâu thẳm của hắn tràn ngập dẻo cực đối với nàng lại trêu đùa ta thư kỳ có chút kích động càng sát lại gần hắn thấp giọng hỏi ở đâu hiển nhiên không ở chỗ này cố viễn ánh mắt thâm thúy lấy từ trong tay ra một miếng từ tấm rồi lại lập tức thu về cười dài nói đừng có ý nghĩ không đúng đắn, bằng không sẽ có hại cho ngươi đấy. Nói xong, bày ra bộ mặt của kẻ chiến thắng, dáng vẻ tự đắc quanh co ôm sát nàng, dính chặt thân thể vào nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau thân mật lưu luyến không rời. Buông ra. Thư Kỳ rút mạnh tay để trên ngực của hắn, lo lắng mà quên mất phản kháng. Cố viễn mới vừa buông tay ra, Thư Kỳ lập tức tác vào mặt hắn. Vốn định cho hắn hai cái tác, sau đó chính nghĩa nói cho hắn biết, cô nương ta không dễ bị khi dễ như vậy. Điệu bộ giống như nữ diễn viên phóng khoáng trong TV vậy. Nhưng cố viễn vốn đã có đề phòng từ trước, giữa không trung đã chế ngự được bàn tay của nàng, buông nàng ra, lại cúi xuống bên tai nàng, nhẹ nhàng cười nói, lắm trò quá nhỉ, tốt nhất nên biết điều một chút. Thư kỳ sửng sốt, sức lực bất giác biến đâu hết, đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận lệnh. Chương 10 Nguồn Mê truyện audio.com cứ bên trong xe có ba người đều tập trung ý chí ngủ, Thư Kỳ vẫn cảm thấy không khí trong xe thật sự khó chịu, tâm tình xấu hổ đến cực điểm, không còn mặt mũi gặp người khác. Sốc màn xe lên, xe ngựa đang trên đường ở giữa là hàng cây chạy nhanh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe lá cây chen chúc nhau, sao nhiều ánh nắng rơi trên người Thư Kỳ. Nàng cô đơn ngồi ở cỏ sau chiếc xe, ôm chân. Sự tình không thuận, rất muốn trở về hai người lái xe chăn ngựa khoái dương cao roi dục ngựa đi phía trước. Làm như nhận thấy được có người ngồi phía sau, trong đó có một mã phu quay đầu lại, dặn dò nói. Thỉnh cô nương vào bên trong xe đi. Nơi này gió lớn. Thư kỳ cười khổ. Không sao. Ta ngồi một lúc sẽ vào. Người nam tự áo xám cởi chiếc áo khoác của mình ném cho nàng. Mặc vào đi. Âm thanh này. Rất là quen thuộc, tâm tình vốn u buồn ngạc nhiên đứng lên thư kỳ hỏi han là ngươi sao sao ngươi lại tới đây vân phi cũng không quay đầu lại còn nửa đùa với nàng lo lắng cho ngươi a à, không nghĩ tới lại nghe được một câu nói như vậy thư kỳ sửng sốt chỉ sợ ngươi là muốn đền bù lại khuyết điểm đó vốn đâu có đem nàng đưa đến kiến khang kết quả lại đưa nàng đến dự chương quân còn gặp gỡ tên cố viễn làm đánh mất từ phiến tên đầu sỏ gây ra là Vân Phi. Hắn lo lắng cũng phải thôi. Bất quá giờ phút này nàng không nghĩ đuổi theo cứu hắn là một sai lầm, hắn đã tới là tốt rồi. Tại thời đại xa lạ này, nàng ít nhất có thể có người tín nhiệm. Ngươi nói ngươi đi. Vân Phi đáp. Ít nhất phải đưa ngươi đến thành kiến khang. Thư Kỳ đi phía trước, ngồi gần Vân Phi, nói nhỏ. Vân chủ nhiệm, có từ phiến không? Vân Phi nghiêng thân mình, kinh ngạc nhìn nàng một cái, một lúc lâu mới mở miệng. Chẳng lẽ, ngươi đã làm mất? Thông minh. Thư Kỳ kích động thuận tay vỗ bờ vai của hắn để che giấu trong lòng đang ấy nấy. Áp sát lại hỏi, "Ngươi mang theo mấy cái?" Vân Phi cười khổ, "Đương nhiên chỉ có một cái. Không có cái nào." Thư Kỳ vứt bỏ không khí ấy nấy, trong lòng đầy chờ mong. "Không có?" vân phi bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cũng biết thứ này có giá trị không thấp trường học nào có nhiều cái như vậy không a à, thư kỳ thở dài thất vọng cúi đầu còn có thể trở về tìm không vân phi hỏi đã đánh mất sao có thể tìm được chứ thư kỳ kéo lại sim y xem ra hy vọng của nàng chỉ còn trong tay cố viễn ngươi cũng đừng gấp sau khi ta trở về sẽ tìm biện pháp Vân phi nhẹ giọng an ủi nói, tìm được nữ sinh kia đã rồi nói sao? Nhớ kỹ dù ở dưới tình huống nào, người an toàn là quan trọng nhất. Đương nhiên. Thư Kỳ ra vẻ thoải mái cười. Sẽ đưa đệ tử cho cha mẹ phụ trách thôi. Vân phi cười, nói, còn có ngươi nữa. Yên tâm đi. Thư Kỳ đem chiếc áo khoác trả lại cho Vân phi, cười trong sáng, xoay người sắp bước vào bên trong xe, ngẫm lại nhịn không được quay đầu dặn dò. Lần này phải hộ tống ta an toàn đến thành Kiến Khang đấy. Không thành vấn đề.